Em nói nghe nè, ủa gần tới chùa chưa? Sao đi hoài mà em thấy chùa vậy? Sắp tới rồi, tới cái ngã ba rồi quẹo phải là tới liền. À, hôm nay á chùa có làm gì không? Sao anh rủ em đi sớm dữ vậy? Em biết không, hôm nay á tịnh viện pháp hạnh ở Củ Chi của thầy Thích Chí Giác Thông có phát cơm từ thiện, cho nên anh mới rủ em đi sớm để phụ thầy. À, vậy hả? Vậy thầy phát bao nhiêu phần vậy anh? Anh nghe nói 1200 phần đó em. Nhiều vậy sao? Ừ, mà cái điều mà mình rất là thương là thầy với quý cô á 4 giờ khuya do gạo nè, nấu cơm nè, làm rau củ đủ thứ hết để kịp phát cho tất cả mọi người. Thôi, mình đi nhanh đi anh để còn đến giúp thầy nữa. Anh mời em ăn chay để trái lòng bác ái từ bi. Em cùng anh ăn chay cho mắt tròn xanh thắm bờ mi. Giờ ta ăn món gì? Nào là cơm là mì nè. Có món xào với tàu hủ kia. Chúng mình cùng ăn chay cho môi trường xanh mái còn xanh. Chúng mình cùng ăn chay để trái lòng từ bi chúng sanh. Nào da sống nào cà, nào rau ôm bạc hà, nấu món canh chua ngon thiệt là ngon. Đầu hũ chiên giòn ánh vàng như màu nắng hà, canh lá mồng tơi xanh mướt như cỏ mùa xuân. Chén rau thơm trắng ngà ngà giống như ánh sương chiều tà, chấm món rau lụa ngon tuyệt cú mèo em ơi. Anh công nhận ha, hôm nay á đi phát cơm từ thiện với thầy với mấy cô Phật tử em thấy vui ghê luôn á, mấy cô mấy chú ai cũng hoan hỉ hết trơn á. Em biết không, không những người khó khăn đâu mà tất cả những người khác thầy cũng muốn gieo duyên ăn chay. Cho nên á em thấy á mấy cô mấy chú bán vé số rồi có những anh chị bình thường cũng tới nhận phần chay đó. Rồi thầy phát chay như vậy á là một tháng bao nhiêu ngày vậy anh? Một tháng 4 ngày, 14, 15, 30, mùng 1. Mai mốt anh rủ đi, em đi không? Em đi chứ, em còn tính nói anh đừng có quên em đó, phải nhắc em đó nha. Vậy là chịu nha. Em chịu mà. Anh mời em ăn chay để trái lòng bác ái từ bi. Em cùng anh ăn chay cho mắt tròn xanh thắm bờ mi. Giờ ta ăn món gì? Nào là cơm là mì nè. Có món xào với tàu hủ kia. Chúng mình cùng ăn chay cho môi trường xanh mái còn xanh. Chúng mình cùng ăn chay để trái lòng từ bi chúng sanh. Nào da sống nào cà, nào rau ôm bạc hà, nấu món canh chua ngon thiệt là ngon. Đầu hũ chiên giòn ánh vàng như màu nắng hà, canh lá mồng tơi xanh mướt như cỏ mùa xuân. Chén rau thơm trắng ngà ngà giống như ánh sương chiều tà, chấm món rau lụa ngon tuyệt cú mèo em ơi. Cùng nhau đến nơi này, bên bếp hồng tỏa ngát khói bay, cùng góp chung bàn tay bếp yêu thương nồi cơm nghĩa tình. Về tình duyên pháp hành cùng hoan hỷ muôn loài, cơm chay nghĩa tình nồng ấm yêu thương. Đầu hũ chiên giòn ánh vàng như màu nắng hà, canh lá mồng tơi xanh mướt như cỏ mùa xuân. Chén rau thơm trắng ngà ngà giống như ánh sương chiều tà, chấm món rau lụa ngon tuyệt cú mèo em ơi. Tình nhân ái đông đầy từ tấm lòng và những trái tim, lửa bếp thiêng bừng lên ta có một nồi cơm ấm lòng. Về tình duyên pháp hành mình chia sẻ đông đầy, cơm chay ấm tình của bếp yêu thương. Về tình duyên pháp hành
mình chia sẻ đông đầy cơm chay ấm tình của bếp